Được mấy tiếng nhầm. After that, we will put this into the fire. While we put it into fire, we should spin it so that it will not get burned. And this is the result. You can see. We can enjoy it later. Nấu với đậu xanh ha. Giang ơi, chắc bố đi bao nhiêu ngồi trên đi. Đây là cái món canh của người bản địa, là canh thục. This is a kind of soup of the local people. Rau rừng người ta sẽ cho vào trong cái ống này. They will put the local people will put a lot of type of forest vegetable inside. Người ta tiếp tục nấu bên bếp và vừa nấu vừa quay như cơm nam của. They also put it. They also use the kitchen here and also. Để nghiêng cho 45 độ cho nó. While cooking, we need to spin it around to avoid getting burned. Khi thử nhiệt lượng thì cái đồ ăn trong đó sẽ sôi lên và mình sẽ dùng que, một cái que để cho trong đó. When the lượng gạo thì ống này. When the temperature is enough, we can use a stick to stir it. Còn bên này thì người ta đang chuẩn bị mời các bạn. Các bạn đứng lại, đứng vòng tròn. The meat and chicken. Ra nó tự nhiên đấy. Anh đảo cho mấy cái đọt bay cho em cái. Lý hình chưa đâm hả? Đâm rồi hả? Rồi ok, flash thấy rồi, thấy rồi, flash thấy. Gà. Thơm quá à các bạn ơi. Mình chặt đem gì anh? Để uống rượu anh. À. Vậy là đi rừng là không cần phải mang ly các bạn. Không cần mang ly. À, này là chúng tôi dùng cây chè này, thân cây gì ta? Cây chè hay đỗ ta? Cái này cà lê. Lấy một đăng. Không có thể mua đi. Thông báo với cả nhà, trò chơi này có tên là thụ phấn cho hoa. In English, you can call its name Catch the Rubber Band. Bây giờ mời hai đội mỗi đội chín bạn hội mình ạ. Sẽ xem sẽ một bạn người Việt Nam và một bạn người Nhật Bản. Make two lines, please, from here over to over there. Họ tập trung ở giữa này cũng được. Còn là tập trung ở giữa. Không có nước rồi ạ. Sẽ phải ngậm cái vòi phụ phấn này vào mồm ạ. You keep the rubber band on the top of your lips, chopstick like this. Here. Mỗi lần một cọng thôi. One rubber band at a time. Then you pass it like this way. Oh. Rồi, to the end of the road. One more.
giãn khoảng cách ra tí. Hai tay của các bạn là những cái cầu di động. Please hold your shoes in your hand. Các bạn sẽ phải di chuyển từ đây là cái từ đây sang bên kia là cái con sông. You need to go from here to over there. Just sit there. Đây là những cái cầu. Like put your shoes on the ground and walk on it. Do not walk on the floor. Thảo anh ấy ra. Không được nhìn ạ, được chưa?